Đối với giới kinh doanh, đàm phán được ví như yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định sự thành bại của quá trình thương thuyết. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn bí quyết đàm phán win-win, nghệ thuật tâm đối nhân trong kinh doanh. Có thể bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng việc đàm phán diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Từ việc ký kết hợp đồng trị giá vài triệu đô la Mỹ đến việc giải quyết những chuyện phát sinh dù là nhỏ nhặt nhất tại công ty. Đối với giới kinh doanh, đàm phán được ví như yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định sự thành bại của quá trình thương thuyết. 1. Đàm phán win-win, cả hai bên cùng thắng. Chúng ta đang sống trong một xu thế toàn cầu hóa mà thông tin là một trong những điều cần thiết và không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày. Có ai đó đã từng nói, linh hồn của cuộc giao tiếp là sự đàm phán, sự thương lượng. Một người có khả năng thương thuyết, đàm phán sẽ có cơ hội thành công hơn những người khác. Để thành công trong một thương vụ, người doanh nhân cần phải hài hòa về mọi yếu tố, từ chiến lược đến thời điểm cương, nhu theo từng mức độ. Khi nào nên im lặng, nên lắng nghe, khi nào nên thể hiện quan điểm, khi nào nên tung át chủ bài. Và để đi đến cái bắt tay hữu hảo sau mỗi cuộc thương thuyết, nhiều khi phải mất cả tháng trời, thậm chí là hàng năm trời đấu gan đấu trí. Đôi khi thắng nhưng lại có thêm một đối thủ trên thương trường, như vậy chẳng phải là bạn đang thua hay sao? Đôi khi thua nhưng lại có thêm một đối tác lâu dài, như thế thì cũng có thể được gọi là thắng vậy. Chính bởi những sự bất ngờ khó lường đó khiến nhiều người đã cân nhắc phải đạt được vị thế win-win, cả hai bên cùng thắng, để giải quyết những vấn đề làm sao cho tất cả các bên đều đạt được những điều mình mong muốn. Trong tất cả mọi chuyện, không chỉ trong đàm phán, chúng ta hoàn toàn có thể cùng thắng khi biết cách nắn chỉnh, khai thác hết các nguồn lực, cơ hội trên bàn thảo luận. Ví dụ như trên một bàn đàm phán hợp đồng, một bên muốn bán giá cao để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng bên kia lại muốn mua giá thấp để giảm thiểu chi phí. Mới đầu, tưởng chừng như không thể đi đến win-win. Và điều tốt nhất, họ có thể tìm thấy điểm chung đâu đó ở giữa, hay còn gọi là thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp không phải là win-win, mà mỗi bên nhường một bước để đi đến win-win. Họ phải đi sâu hơn vào bản chất vấn đề và mở rộng giải pháp ra ngoài vị trí đàm phán ban đầu. Nếu hai bên chỉ lắng nghe nhau và ngồi xuống thăm dò những giải pháp mở rộng thì họ có thể tìm ra một hướng đi chung. 2. Quản trị cảm xúc trong đàm phán. Chúng ta không thể giả vờ gạt bỏ cảm xúc và sống như là một con robot. Và dù cho chúng ta kìm nén thì đến một lúc nào đó cảm xúc cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Điều quan trọng là phải biết quản trị cảm xúc. Cần hình dung được những gì sẽ xảy ra trong một cuộc đàm phán và học cách kiểm soát nó để chủ động hơn. Để làm được như vậy, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ đối phương. Hiểu rõ đối phương muốn gì và lấy nhu cầu đó kết hợp với nhu cầu của mình sao cho hiệu quả nhất. Trong đàm phán cũng vậy, đừng chỉ tập trung vào mỗi bản thân mình, mà cần đặt mình vào tình huống của người khác để giải quyết vấn đề. 3. Win-win, không quá khó. Đàm phán đối với người này có thể là một ván cờ một mất một còn. Với người kia, có thể là một cuộc đấu trí cân não, còn với người nọ có thể là một cuộc chơi đầy mạo hiểm. Thành công trong đàm phán là sự tối đa hóa thị phần trong một miếng bánh chung, nhưng đôi khi nó lại là việc mở rộng miếng bánh, nó tùy thuộc vào tình hình thực tế. Dù ở bối cảnh nào, vấn đề then chốt của một thỏa thuận thành công là khi kết thúc, các bên đều đạt được mục tiêu mình đề ra, và quan trọng nhất là tạo lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đây là khởi nguồn của quan điểm win-win đã xuất hiện trong nghệ thuật đàm phán kinh doanh hiện đại. Theo đó, khi ngồi trên bàn đàm phán, cần coi đối phương là bạn và đặt lợi ích của họ ngang hàng với mình, tạo ra vị thế cân bằng về lợi ích giữa hai bên, giúp loại bỏ những tư tưởng bị chèn ép khiến việc thương thuyết không thuận theo ý muốn. Nhưng không hề đơn giản, khi bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán, người trong cuộc thường rơi vào cái bẫy do chính mình tạo nên. Đó là bẫy tâm lý, thắng, thua, mình phải giành được lợi ích nhiều hơn so với đối phương. Vô hình chung dẫn đến việc xem phe kia như là một đối thủ và muốn hạ gục mà quên mất mục tiêu chính của cuộc đàm phán. Đường ai nấy đi là một kết cục dễ đoán cho những cuộc thương thuyết như thế này. Đây cũng chính là cái bẫy sai lầm mà nhiều người kinh doanh mắc phải. Đàm phán chưa bao giờ là dễ dàng và không có một mẫu số chung nào để đi đến thành công, mà phải tùy từng tình huống cụ thể. Nhưng với một số quy tắc cơ bản được vận dụng linh hoạt, người làm kinh doanh dẫu còn non tay, chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn có thể chủ động dẫn dắt một cuộc đàm phán thành công. Trái lại, nếu sơ suất thì một chuyên gia lão luyện vẫn thất bại như thường. Mọi người cùng làm giàu từ kinh doanh, bỏ túi những bí quyết đàm phán dưới đây nhé.
Điều đầu tiên, biết người biết ta. Một trong những điều quan trọng nhất khi bước vào một cuộc đàm phán là nắm chắc được mục tiêu đàm phán của chính mình, hiểu rõ mình cần gì, mình muốn gì, nắm được điểm mạnh, điểm yếu của mình để làm lợi thế trong quá trình thương thuyết. Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian suy nghĩ kỹ càng và quan trọng hơn cả là hiểu vì sao mình phải cần đạt được chúng. Ngược lại, đối tác đàm phán của bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch trước khi họ bước vào một cuộc thương thuyết. Bởi vậy, để giành được lợi thế cần có sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ về đối tác, hiểu rõ những mong muốn, nhu cầu của họ, đâu là thứ họ muốn hướng đến, ai là người gây ảnh hưởng đến các quyết định. 2. Lấy nhân đối tâm. Nên nhớ rằng đừng chỉ tập trung vào lợi ích của mình, bởi đàm phán sẽ đi vào ngõ cụt nếu các bên chỉ chăm chăm đi theo ý kiến của mình. Để đi đến một cái kết đẹp lòng đôi bên, hãy đối xử với đối tác theo cách mà bạn muốn được đối xử. Chỉ có sự chân thành mới có thể cùng nhau đi đường dài. 3. Lắng nghe và quan sát. Đa phần con người ta thường thích nói, thể hiện quan điểm và chỉ nghe những gì mình muốn. Bởi thế, hãy lắng nghe bằng cách hỏi thật nhiều, quan sát đối phương trên bàn đàm phán và bạn sẽ học được rất nhiều điều. Nếu có gì chưa rõ ràng, cũng đừng quên kiểm tra xem họ có điều. Nếu có điều gì chưa rõ, cũng đừng quên kiểm tra xem họ có hiểu đúng ý mình hay không. Một ánh nhìn, một cử chỉ đôi lúc sẽ hiểu được nhiều hơn cả một ngôn từ. Tập lắng nghe, quan sát sẽ giúp bạn nhận ra điều đối tác mình muốn, thậm chí thấu hiểu những điều mà họ không hề nói ra. Trên đây là nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh mà Làm Giàu Từ Kinh Doanh muốn chia sẻ đến với các bạn. Hãy cùng Làm Giàu Kinh Doanh thảo luận ở phần comment bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.